Rồi. Hello hello. Xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Thì hôm nay buổi chiều ngày 16 tháng 9 thì em cũng muốn chia sẻ với tất cả các cô chú, anh chị và các bạn một cái chuyện này thì cũng rất là vui. Thì em không biết là có phải là nghiệp hay là những người mà đang làm sai về mà bên cải lương thì có thể mà trả nghiệp hay không. Em cũng muốn nói một chút xíu nha mọi người. Thì cái hôm mà hai bóng lên hát là hát cái ngày mà giỗ tổ thì các cô chú anh chị và các bạn có thấy không? Có thấy là hai bóng mà bây giờ hiện tại ba đang bị cái gì không? Đấy là những cái người mà đi lên mà nói Hồng Loan là hát nhép, hát lộn rồi đó mọi người. Đó, tại vì Hồng Loan không phải là ca sĩ nổi tiếng và cũng không phải là nghệ sĩ. Đó, cho nên là lên cười chê Hồng Loan hôm nay là ra ngay cái ngày giỗ tổ. Thì anh hai bàn thờ này lên hát một cái bài hát thì em thấy á, hát vừa quên và vừa sai lời thì có phải là nghiệp đến với cái anh hai bàn thờ này không mọi người? Em đảm bảo em nghĩ là nghiệp thôi, tại vì mình bên cải lương thì mình bên hồ quản, ai là người lo cho mình đó mới là quan trọng, ai là người dẫn dắt mình lên để mình hôm nay mình có một cái ngày như vậy. Đó, mình nổi tiếng trên cái thương trường này, ai cũng biết tên mình. Nhưng sao mình sống không có đạo đức, không có nhân cách, không có một cái gì mà gọi là mọi người bây giờ là yêu thương nữa hết mọi người. Đó, cho nên là hôm nay ngày giỗ tổ thì anh này lên hát một bài, cái bài hát mà anh ta hát hàng trăm hàng ngàn lần. Hát qua hát lại, hát qua hát lại hàng trăm hàng ngàn lần. Biết bao nhiêu người nghe cái bài hát đó phải không cô chú? Nhưng mà tại sao hôm nay lại lên quên lời mà đứng ngay cái bàn tổ tổ nghiệp của mà đoàn cải lương đấy, thì cô chú thấy như thế nào, có phải là nghiệp hay không? Nghiệp, em nói là nghiệp, đừng bao giờ không tin nha mọi người. Đó, nghiệp là vì sao, em cũng giải thích là cái nghiệp của hai bàn thờ phải trả là như thế này, là duyên cái người chú Năm á, Vũ Linh thì nuôi hai bàn thờ khôn lớn và tạo cho sự nghiệp cho đến ngày hôm nay. Thì anh ta là đứng trên thương trường thì anh ta là có một cái thương hiệu rất là lớn, kể cả anh mà còn là ban giám khảo của mà chuông vàng vọng cổ thì cô chú nghĩ là đâu có phải mà bình thường đó, mà tại sao lại bị nghiệp tổ lại như vậy, là tại vì mình sống không có đúng, mình không có nhân cách, mình không có đạo đức. Mình ăn quả thì mình phải nhớ kẻ trồng cây đấy, ông bà xưa thường nói như vậy đấy. Cho nên là em cũng nhắc lại cho hai bàn thờ này biết, để hai bàn thờ sống một cái cách mà đàng hoàng lại, đừng có sống tiểu nhân mà dơ bẩn, và sống một cái cách mà vô ơn đấy. Không phải Hồng Loan vô ơn nha mọi người, hai bàn thờ là người vô ơn. Vô ơn là như thế nào? Chú Năm nuôi bao nhiêu năm nay mà sao, tại sao hôm nay có cái bàn thờ 10 triệu bạc thôi mà để thờ chú Năm, cũng cho người đòi lại, không đòi, hai bàn thờ không đòi, nhưng mà cho người đòi. Tại sao? Nếu mà không cho người đòi thì làm sao biết hai bàn thờ là người mua cái bàn thờ đó. Còn lên biện minh là không có đòi đấy, Hồng Loan chuyển tiền đàng hoàng nha cô chú, chuyển tiền trả lại cái bàn thờ. Lúc đầu thì nói cái bàn thờ 30 mấy triệu đó, may là mua cho cái người mà nuôi mình lớn khôn đó, đến ngày hôm nay mà còn lên nói dốc nói láo để ăn cái tờ đồng tiền đó nữa đấy. Hôm bữa nói là 30 mấy triệu nhưng mà cuối cùng hỏi ra thì có 10 triệu mấy trăm ngàn thôi mọi người đấy, mà ăn đến cả cái người mà sanh thành mình, nuôi mình lớn, mà giảng dạy mình, tập cho mình những bài hát cải lương, những cái gì mà chú Năm gieo trồng, thì hôm nay anh chàng này lại đá đổ hết đấy, quay xe một cách, nói chung là em thấy một cách mà không có nhân cách đó. Thì hôm nay đứng lên cái ca cái bài hát này, tại sao mà tại tại sao lại hát bài hát mà lại quên lời, phải có phải là tổ tổ đãi không mọi người, tổ nghiệp không? Em nghĩ là tổ nghiệp, chứ cái bài hát là anh hai bóng này á, là hát hàng ngày, mà tại sao cái bài mà mình lên mình hát đứng ngay ông tổ bây giờ có hát bài khác cũng quên lời. Em đảm bảo mọi người luôn, bây giờ có hát bài nào cũng vậy hết, bây giờ không phải là cái bài ruột của anh luôn, bài anh hát mà anh mới tập hay gì đó anh cũng đều quên lời. Tại vì sao? Tại vì lên đó là người ta tổ nghiệp rất là linh thiêng cho những cái dàn nghệ sĩ ca sĩ đó, rất là linh thiêng. Mà khi mà anh này sống một cái dơ bẩn rồi thì chú Năm cũng hiện về luôn, cái ngày tổ nghiệp là phải có chú Năm chứ. Chú Năm là ông vua Hồ Quảng mà mọi người, ông vua Hồ Quảng tất cả ai cũng biết chú Năm
chứ không phải là duyên một với anh hai bàn thờ này đâu. Cho nên là tổ nghiệp hoặc ảnh hát hai lần sai giọng và quên lời luôn. Cái bài hát này mọi người nghĩ anh hai bàn thờ có quên lời được không mọi người? Không bao giờ quên lời, nhưng mà đứng lên bàn tổ hát là khác nha. Bây giờ có thuộc tới khúc đó, ông tổ ông cũng bẻ cái cổ lại, ông không cho hát. Và tự nhiên ông cho sai khiến, ông xui khiến sao cho người này suy nghĩ cái chuyện khác, nó không ra cái chuyện bài hát nữa thì sẽ sai lời liền đó. Cái này là do tổ nghiệp nha mọi người, tổ nghiệp đang mà quật cái anh chàng hai bàn thờ. Là hôm nay mọi người thấy không, mọi người cũng chứng kiến được cái sự việc như vậy, là hai bàn thờ đang bị tổ quật tổ nghiệp đó. Mọi người phải chứng kiến, mọi người phải biết được cái câu chuyện anh này là làm cái gì sai, cho nên là tổ nghiệp mới mà không cho anh này đứng trên đó hát. Và từ đây vì sao anh ta mà nếu mà cái ngày mà dỗ tổ của tất cả các nghệ sĩ hay là cải lương gì đó, nếu anh ta lên đứng hát thì mọi người xem em coi thử, lúc nào cũng phải là quên lời hoặc là có một cái chuyện gì xảy ra đó. Không bao giờ anh này đứng trên cái thương trường mà sân khấu nữa, em hứa với mọi người luôn. Lên hát thì sai lời và hát tầm bậy tầm bạ đó. Tại vì sao rêu bán Hồng Loan là lên hát nhép, hát này hát kia, nhưng mà thật sự ra tiếng hát của Hồng Loan, Hồng Loan nếu mà Hồng Loan là ca sĩ đi, giống như hai bàn thờ thì bà lên mà hát nhép như vậy thì phỉ báng và nói Hồng Loan là người mà không đúng. Còn cái này Hồng Loan đâu phải ca sĩ đâu, Hồng Loan chưa từng hát đó, nhưng mà hôm nay Hồng Loan tập được như vậy là tốt, quá tốt với mọi người, ai cũng yêu thương. Chỉ có hai bàn thờ Ve Chúa và Hậu Le Le, Heo Hà Mã rồi Khám Tử Cung đi lên nói rất là nhiều cười chê Hồng Loan, nhưng mà cô chú rất là yêu thương Hồng Loan, không bao giờ cười chê. Cho dù cái vé đó mua 1 triệu một vé, vẫn thấy mặt Hồng Loan là cô chú vẫn yêu thương Hồng Loan, giống như là đang nhớ về chú Năm. Chứ không phải là người ta vì 200-300 ngàn mà đi lên nói bốc phét là nói Hồng Loan đâu phải ca sĩ đâu, mà sao lại hát là 200 ngàn nè. Lâm Võ với Long Võ nói cho nghe, 200 ngàn này á, là để cho cô chú đến để uống nước và phục vụ món ăn cho cô chú thôi. Để cho chi không? Để cho mà dòng họ nhà ve đó với những cái kền vô xem, hiểu không? Chứ không phải là người ta mà lấy 200 ngàn để mà người ta kiếm cái tiền đồng tiền lời đâu mọi người. Không có, không có, không bao giờ có mà lấy 200 ngàn để kiếm tiền lời. Là Huy Lê không bao giờ mà nghĩ như vậy. Tại vì em đến đó em chứng kiến là anh Huy Lê mua từng miếng dán về và lót để làm những cái ghế, lót cái chỗ mà để cho khán giả ngồi đó để xem một cái đêm mà giao lưu cùng với Hồng Loan và những người mà yêu thương chú Năm. Chứ không phải là đứng trên chương trường mà đứng trên hát, là trên mà cái chỗ mà hát, nhà hát lớn, cái này là quán cà phê giao lưu với những người yêu thương Hồng Loan. Đấy, mà tại sao mà Heo Hà Mã đồ lên nói nhép đồ này kia, nói sai vậy đó. Heo Hà Mã là cái loại dơ bẩn, bẩn thỉu đó, là lên nói như vậy. Tại vì Heo Hà Mã cũng là một cái người gì, một người mà đạo diễn mà, một người đấy, một người bầu xô mà tại sao lại nói như vậy? Từ trước giờ mình có thấy ca sĩ em hỏi Heo Hà Mã nha, Heo Hà Mã vô đây nghe Lâm Võ, như Lâm Võ nó nói hồi trước giờ mình làm mà bầu xô đấy, mình có khi nào mà mình thấy mà những ca sĩ của mình lên hát nhép chưa? Có không? Trả lời đi con Heo Hà Mã, trả lời thử đi, có hay không thôi. Làm gì không có mọi người? Có, em trả lời giờ dùm cho cái cô Heo Hà Mã nè, cái heo mà ăn tạp đó, là có, chứ đừng bao giờ nói không có. Còn Hồng Loan không phải là ca sĩ, cho nên bây giờ Hồng Loan có nhép hay không nhép, mà tiếng nói của Hồng Loan là ok, cô chú cộng đồng yêu thương chú Năm và yêu thương Hồng Loan. Còn lũ kền vô nói thì kệ họ, không quan tâm đó. Đừng có lên mà nói mà Hồng Loan hát nhép đồ này kia đó, hát nhép, nhưng mà bây giờ lên sân khấu hát vẫn hàng ngàn khán giả xem. Tại sao đó? Bởi vậy hỏi vì sao mà Ve Chúa đó phải ở nhà mà xem được cái những cái ngày mà Hồng Loan đứng trên sân khấu đó, thì tức bắt đầu mới đập đồ, đập đạc và quăng tất cả ở trong nhà. Đấy là do nha, cái này là do anh Thành guitar nha. Đây anh kể nha mọi người. Đó, anh kể là bây giờ Hồng Loan hát cái ngày mà ở trống đồng đó, cô chú nhớ không? Mà ve chó mà khi dễ em là không có tiền để vô cổng đó, cho nên em cũng phải dán vô cổng để cho khán giả xem. Đó, tại vì ve chó
lúc nào cũng nghĩ mình là người mà ai cũng yêu quý, thương mến, nhưng mà thật sự từ ra mà từ khi mà chú Năm á đã mất tới giờ đó, thì mẹ con của cô Sáu và ve chúa lòi ra hết những cái thành phần mà ham ăn và những cái người mà đang mà tranh giành với con chú Năm là Hồng Loan. Đó là chú Vũ Linh. Đó, mọi người đều thấy tất cả những gì mà mẹ con nhà ve là tranh giành hơn thua, ganh tị tất cả những cái đồng tiền chú Năm, thì cô chú có thấy là Hồng Loan có giữ đồng nào không mọi người? Đó, cô chú, nếu mà cô chú anh chị em nào mà thấy Hồng Loan giữ thì có thể lên đây nói. Hồng Loan không có giữ bất cứ một cái đồng tiền nào trong cái đám tang của chú Năm. Và tất cả những thứ mà mua đồ hay là làm những cái chuyện gì xây mã xây mồ là tất cả là Hồng Loan không có quyền. Tại sao? Mẹ con nhà ve dành làm hết. Và tiền phúng điếu, bao nhiêu tiền Hồng Loan có giữ không? Không. Mẹ con nhà ve cũng ôm nguyên cái thùng tiền đó và không muốn công khai cho mọi người thấy luôn. Đó, mỗi cái đám tang nào mà khi mà xong xuôi hết là phải ngồi anh em dòng họ con cháu lại để chi không? Để ghi ra số tiền người ta đi bao nhiêu bao nhiêu, để sau này gia đình người ta có gì đó là mới trả lại cho người ta. Còn cái này là không có luôn mọi người. Cái này là ôm cái thùng tiền và đi một cách ngọt xớt luôn, là tự biên tự diễn sách hết tất cả mọi thứ, và tất cả mọi thứ đều là vô ve và sáu bào làm điều này. Đó, tiền Hồng Loan có giữ không? Còn em nói thì mọi người có nhớ một cái câu chuyện mà cô Sáu á, là mượn tiền của người mất không mọi người? Nhưng mà em đòi, ngày nào em cũng đòi mà không có trả. Sống sao mà em không biết sống mà kiểu mà giống như xã hội bây giờ lừa gạt người ta quen rồi, cho nên là phải sống cái kiểu đó. Nghĩ sao mà 120 triệu lấy cái giấy tờ nhà ra để thế chấp đó, nhà từ đường ra thế chấp, rồi sau đó là bắt đầu đúc thêm 80 triệu nữa ra thế chấp, mà bây giờ người ta đòi á, hiểu không? Đó, cái nhà đó cuối cùng mất tiêu mà bây giờ người ta đòi, mượn người ta tiền xong giờ người ta đòi trả 1 tháng 1 triệu. Trời, mười mấy năm mà giờ trả 1 tháng 1 triệu thì trả tới khi nào mới hết mọi người? Đó, hay là 1 năm 1 triệu, chắc trả 5 triệu chứ. Cái bà này bây giờ bà thiếu nợ tùm lum tà le giang hồ, tới nhà bà để tìm bà mà bà giả bộ bà bệnh, bà xỉu, bà đi vô bệnh viện bà nằm cho giang hồ không tìm. Đó, bà Sáu Báo á, bà là cái tên chú Năm đặt y chang luôn, bà là bà Báo đó. Mà tại sao lại làm như vậy? Bây giờ trả tiền cho mẹ Mỹ đi, trả tiền cho Mỹ đi. Hồi xưa mẹ Mỹ ở nhà của chú Năm giống như cái người làm thê vậy đó, bị bà Sáu Bào này bà chửi còn hơn là chửi đó. Bà chửi người ta không ra gì, bà ăn cơm mà không có canh là bà cũng chửi đó. Tất cả mọi thứ, cái gì bà cũng chửi hết đó. Ai mà ở nổi với cái bà này bà ích kỷ, bà nhỏ mọn, bà sâu độc lắm, bà thâm độc lắm mọi người. Cặp mắt bà thì mọi người biết rồi, hôm nay đẻ đứa con y chang luôn, thêm con ve chó thâm độc đến nỗi mà kênh YouTube của những anh em YouTube đó, mà không liên quan cũng đánh bản quyền người ta đó. Thì cô chú thấy rồi đó, không có gì mà em nói không có đó, em nói là phải có chứ không bao giờ không có. Còn bây giờ nè, chưa đâu, đang tìm cách để hãm hại Hồng Loan nữa đó. Nên phải cẩn thận một điều là đừng bao giờ cho người lạ vào nhà của chú Năm trong cái thời điểm này, em nói cho tất cả cô chú biết luôn đó. Hậu le le hai bàn thờ và ve chó Sáu Bào đang tìm cách hãm hại Hồng Loan và Hồng Ly nữa. Tại vì đợt vừa rồi là cũng hại Hồng Ly tại Malaysia, nhưng mà cuối cùng là hại chưa có sâu, diễn chưa có sâu, cho nên là Hồng Loan, Hồng Ly không có bị gì đó. Cho nên rất là cay cú, bây giờ vẫn còn cay nha mọi người, vẫn còn cay. Nhưng mà không biết là lý do gì để hại lại, tìm cách hại, đem khám tử cung ra để làm tiêu đề, dẫn dắt khán giả về đó xem. Và phản biện qua hàng khám tử cung có đâu, em không có phản biện ngay hàng khám tử cung đâu. Em sẽ môi cái cô Chinh già Chinh dơ á với anh Quốc Võ ra, là hai người này. Còn câu chuyện ở ngoài sau mà ở ngay chỗ mà Malaysia nữa đấy, đảm bảo có cái cô Chinh già với anh Quốc Võ này, phải có thôi chứ không gì không có đó. Chinh già kêu gọi từ thiện xong lấy tiền từ thiện cho tiền đưa thám tử cung ra gì, làm gì, làm chuyện, nói chung là làm chuyện mà dơ bẩn mà hại Hồng Ly tại Malaysia đó, kêu gọi từ thiện xong cuối cùng lấy đồng tiền đó ra.
để mà đưa cho mà khám tử cung về mà để mà xây nhà xây cửa cho dòng họ khám tử cung đấy. Mọi người thấy rồi đó, cô chú nào mà nghe em nói thì đảm bảo là phải có, chứ đừng bao giờ mà không có. Em nói là phải có. Cái bà Trinh già này, bà nhắn tin với Bánh Tét đó. Bánh Tét bây giờ cũng lên tiếng nói là hãy bảo vệ Hồng Loan Hồng Ni, và bây giờ tốt nhất Hồng Loan Hồng Ni im lặng là chính xác 100%. Tụi nó đang cài người, đang làm những cái thứ mà nhiều khi mình không biết, lúc mà mình biết thì trở tay không kịp. Cho nên phải tránh những cái thành phần dơ bẩn bẩn thỉu bước vô nhà của Hồng Loan và vào thắp nhang và đi sâu vào cái nhà mình, thì mình phải tránh né những cái loại người đó ra nha. Đó, những anh em YouTube ở nhà Hồng Loan thì rất là nhiều, phải xem những cái hành động đó. Chứ để mà mọi người mà không mà sơ ý lơ là thì mọi người sẽ thấy kết quả là Hồng Loan sẽ bị tụi nó hãm hại ngay và được. Cái gì tụi nó làm không được, đi làm bùa bên Thái Lan đem về thì còn làm được kìa. Không có cái gì mà ve chó và hổ le le không làm được. Đó, cho nên tốt nhất là, tại vì mà ve chó và hổ le le có tiền mà mọi người. Tại vì tiền đó là tiền phúng điếu của chú Đông, trong thùng tiền thì ít nhất phải được mười mấy hai chục tỷ chứ làm gì mà 600-700 triệu, đúng không? Mình nói cho nó đúng đi. Cô Sáu nói thì sao cho đúng, chứ cô Sáu nói như vậy sai rồi. Đám tang chú Năm là không bao giờ dưới mà 10 tỷ đâu, đúng không? Đừng bao giờ nói dốc lừa dối khán giả nữa. Mình đi ra mình nói thiệt đi. Đó, còn nhà bây giờ dành nhà Hồng Loan chuẩn bị ra ra tòa thì đến ngày bây giờ biết, thì cô Sáu có nói là phút thứ 90 cộng mà mọi người nhớ không? Nhớ Bình Dương lên mà nói là phút thứ 90 cộng không? Đó. Đó lên phỏng vấn đàng hoàng, đó phút thứ cộng vẫn còn đá nha mọi người. Thì cái cô Sáu này, cô Sáu báo này thì bà theo cái người cờ bạc, cho nên là bà nói cái gì vậy cũng có bài bạc trong đó ấy. Cho nên là bà nói là phút thứ 90 cộng, nhưng mà em thấy là không có cộng. Phút thứ 90 là hết giờ, là không có cộng. Có cái miếng giấy rộng lưng nào đâu mà đòi lấy cái nhà của chú Năm, mà đòi phút thứ 90 cộng, cộng ở đâu cha? Bà nói dốc quá mà. Bà với bể bào với cột sèo lên nói dốc quá mà. Thôi tốt nhất giờ im cái miệng lại đi, hiểu không? Cái cô bảy cột sèo cũng vậy nè, im cái miệng lại lên đi, đi lên ca để bán hàng đi, đừng có kêu gọi từ thiện nữa, hiểu không? Mình là nghệ sĩ chứ không phải là mình là những người mà đồng bào lũ lụt thiên tai em đang ngồi ở đây đó. Người ta như vậy nè, người ta kêu gọi mới đáng nè mọi người đó. Người ta bây giờ là sống trong cái cảnh mà không có nhà cửa đó, đất đai mà lên mà gặp 3-4 mét đó, gặp bích hết cái căn nhà đó, nhà cửa nói chung là nước ngập tới nóc nhà, thì đồ đạc tất cả mọi thứ trôi đi ra sông ra biển hết đó. Mình kêu gọi á, là mình kêu gọi cho những người dân ở đây, đồng bào dùng Tây Bắc nè, đó là ở Lào Cai đó. Thì em giờ em cũng đi để cho từ thiện hôm nay, là em cũng cho những cái nhà gia đình, mọi người thấy không, rất là đáng thương. Người ta cần là cần những cái đồng tiền đó, chứ còn mình gọi từ thiện á, là mình lúc mình bệnh chút xíu, mình là cái người mà có thương hiệu trên thương trường rồi, mình bệnh có chút xíu thôi cái là mình lên mình kêu gọi từ thiện. Ủa sao kỳ vậy? Mình gọi cho nó đúng, mình kêu gọi từ thiện thì mình kêu cho nó đúng, chứ còn mình kêu gọi từ thiện mà về cuối cùng mà về ăn uống đã xong rồi quay qua chửi người ta nữa đó. Thì cái con heo Hà Mã đó thì vừa rồi cũng lên kêu gọi từ thiện cho cô Sáu bào, giờ giờ cô Sáu cảm ơn đồ rất là nhiều, vừa rồi chắc cũng được cả tỷ á mọi người đó. Giờ bắt đầu về về bắt đầu ăn xong hết tiền đi, giờ lên livestream mà bán hàng không được đi, rồi cái bắt đầu giả bộ xỉu học máu nữa, đem bệnh viện cái kêu gọi từ thiện ăn tiếp. Trời ơi, ngóc đầu không có lên đâu, ăn tiền từ thiện là em nói thiệt với mọi người, ngóc đầu không có lên, đừng bao giờ sống kiểu đó nha. Không đó, cô Sáu bào rồi bảy báo rồi que chó rồi cột sèo vô đây nghe Lâm Võ nó nói. Còn phút cuối này á, thì em gửi cho đạo diễn hết thời Lê Tím. Lê Tím về á, Lê Tím cũng nói ngon nói ngọt lắm. Về đó thì đêm diễn hôm qua có mặt không, có anh diễn không, mất hết nhiêu tiền đúng không? Về đây á, lên bốc phét rồi đi 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 làm gì, đi hưởng từng chân mặt mọi người. Ở Lê Tím đi hưởng từng chân mặt với mà anh yêu đó, BD già thấy không, BD già BD xạo á. Về đây thì giống như cái thằng ăn mày mà tưởng đâu mình là cái thằng ngon, còn mà đòi bỏ tiền ra cho chí cảnh mà để mà đi ra đây cho đồng bào lũ lụt khỏi cằn. Lâm Võ nó ra tới đây rồi nè, Lâm Võ nó ngồi nó cho này, bữa nay cho 1 tấn 2 gạo đấy, được không? Đó đó, kêu gọi là kêu gọi đúng người đúng chỗ đúng thời điểm và đúng người để mình cho, chứ đừng bao giờ cho những người mà tối ngày mà ăn không ngồi rồi đó mà để mà chờ tiền mà hả hổng ra xin tiền cộng đồng, nhục lắm, nhục lắm nha cô cột sẹo, cô nhục lắm đó.
mình là ca sĩ nghệ sĩ mà mình lại đi xin tiền từ thiện giống mà chú mà thương tín, chú thương tín hồi xưa đó, chú thương tín một thời là làm mà đại gia đi ra xe toàn là gái đẹp đồ này kia, cuối cùng bây giờ sống như một cái người ăn xin ấy, bây giờ ai ngó tới, giống như cái cu mà cọt xèo bây giờ ở sáu báo cũng vậy, là một cái người nghệ sĩ cải lương em của chú Năm, nhưng mà sống vô nhân cách vô đạo đức, không có mà cái gì gọi là người ta yêu thương hết mọi người, chỉ mà có tiếng nói chú Năm thôi đấy. Chứ còn mà thật sự ra nếu mà không có chú Năm á, thì cỡ cô sáu báo á, thì không ai nhìn tới đó. Đấy chứ đừng có ra mà quýnh quang. Còn Hài Lê Tím á, đi về đây cũng nói là không có bốc vé về Mỹ, tiền đâu về Mỹ, có show đâu về Mỹ, nói cho nghe luôn á, Lê Tím giờ không có tiền về Mỹ. Lê Tím lên nói á, là bốc vé đi thôi, không có bắt vé về, tại vì không chưa có tiền mượn tiền để bốc vé mà từ bên Mỹ về đó mọi người, để hát cái đêm mà phòng trà Đồng Dao đó, cho nên là bốc vé đi. Còn hôm nay về á, thì tiền đâu về, bây giờ phải ở lại chữ lộn mướn hay là gây lộn mướn là lên mà nói dốc nói láo rồi chơi để kiếm tiền thôi, chứ tiền đâu về Mỹ đó. Thì bây giờ có show đâu, hai bàn thờ kêu về với Hậu Le Le kêu về đó, nhập chung vô mà để mà lên mà chửi nhà số 5 rồi đó, chửi cái lũ nhà số 5 đồ ghê lắm ha. Đạo diễn Lê Tím hôm qua thì cũng nghe Lê Tím nói chuyện rồi đó, Lê Tím chửi là cái lũ nhà số 5 đó, là chửi hết anh em YouTube luôn đó nha mọi người đó. Mà sao tự nhiên cái sợ ha, chửi cho đã xong cái bây giờ là phải kêu chính quyền vào cuộc để mà bảo vệ cho mà Lê Tím đi lên thắp nhang số 5. Ủa cần gì, trời ơi mình lên bình thường mình sợ cái gì, không có gì sợ hết đó. Cần gì phải kêu công an rồi bắt đầu kêu điện thoại kêu gọi Quấn Bình Dương rồi Ngăn rồi Khám Tử Cung, đạo diễn Đức Lờ, Hậu Le Le rồi hai bàn thờ rồi những anh em YouTube ở miền Tây gì đó mọi người đó, đi xuống mà để đi chung nhớ mặc áo vest đen nghe không, áo vest đen rồi thắt cà vạt, đeo mắt kính đen, mang giày đen được không cho nó giống, chứ còn mấy tao không có sợ. Tưởng đâu kêu ai, kêu những người vậy đến làm gì cha. Trời ơi, cha đi một mình cha còn hay hơn cha đem những cái thành phần dơ bẩn nó vô, phải không, một mình thôi chứ kéo con chi mà cái bầy cái lũ vậy, ai làm gì không. Cái tướng ông nó thiệt, cái tướng ông không ai đụng tới nó, đụng tới ông làm giả, thấy không, mà không phải là ông nữa, BD đó, cái chị BD Lê Tím này là BD, thấy không, không ai đụng tới mà Lê Tím mình lỡ là nằm giả, không có tiền về Mỹ nằm giả cái mọi người nuôi xỉu luôn á. Thiệt, ăn bầu ngư di cá không nuôi xỉu luôn, không ai đụng tới ông đâu ông ơi. Ông cứ đi lên thăm đốt nhang chú Năm đi, xong ông về ông chửi lộn tiếp, giờ về bắt đầu ông bẻ họng ông liền, thấy không, chú Năm ông về ông bẻ họng ông liền, nha ông Lê Tím, nha chị Lê Tím đó, chị cứ lên thắp nhang bình thường không ai đụng anh tới chị đâu, tôi hứa với chị, chị đi một mình chị không ai đụng chị luôn, chứ đừng nói chẳng kêu cho ai cho nó mệt, một mình thôi cũng không ai đụng, tại vì người ta phản biện thôi, người ta lên người ta nói đúng lẽ đúng lẽ sai thôi, chỉ có anh chửi người ta nhiều quá cho nên anh sợ anh không dám đi thôi, chứ thật sự ra người ta đâu có xúc phạm đến mình đâu. Anh cứ lên bình thường, anh lên thắp nhang nói hồi xưa đó tôi binh Hồng Loan con của anh đó, mà bây giờ á, là thằng Quy Vũ á, nó nói là Hồng Loan là con ruột của anh, tôi nghe giờ tôi nghe một cái tôi giật mình tôi xỉu, những người mà nghệ sĩ cải lương á, thì cũng nghe xong rồi cái xỉu, hiểu không, xỉu xong á, bắt đầu là mấy tháng chờ thì anh nói y chang mà hồi bữa anh nói á, anh nói xỉu xong á, giờ xong mà mấy tháng chờ mới được hát cải lương đó, xỉu xong mà không có hát được đó, thì anh lên anh nói y chang vậy đó, anh lên ngay bàn thờ chú Năm á, anh nói vậy đó, là nói là con của ruột của anh á, cho nên tôi nói vậy, bây giờ tôi quay tôi chửi nó quá trời, nó không phải con ruột anh, tôi nói nó vô ơn rồi đó đó, thì lên trên bàn thờ có sao nói vậy, nó y chang vậy đó, rồi xong về một hai bữa sau đi không biết, giờ bắt đầu ông lên ông chửi cái là chú Năm về ông bẻ cổ họng ông luôn, rồi ông chuyển viện cấp cứu, lúc đó ông kêu heo Hà Mã, không ai quýnh ông á, không ai đụng gì hết á. Lên lúc đó ông Hài Lê Tím nè là lên kêu heo Hà Mã vô kêu gọi từ thiện, rồi có tiền về Mỹ dễ ẹt. Tôi dạy cho ông cái cách mà kiếm tiền, hiểu không, chứ đừng có mà lên mà chửi. Ông lên ông nói thẳng ngay chú Năm cái là ông xin là ông cho liền. Chú Năm ông thương người lắm, hiểu không, ai mà đang ăn hiếp con ổng thì trả giá hết à. Giờ có một ngày nữa thì học máu vô y chang mà chú Bảy Báo luôn, chú Bảy Báo vô rồi đó là bắt đầu kêu gọi từ thiện đó, kêu bằng Khám Tử Cung với mà heo Hà Mã đó, là kêu những cái thành phần mà dơ bẩn đấy, em nói chung là em gọi cho em gọi hết tất cả mọi người mà đang mà yêu thương anh Hài Lê Tím này nè,
đó, để cho anh có tiền anh về Mỹ. Đó, anh cứ lên anh nói y chang vậy đi, và anh sẽ được tiền, anh được về Mỹ ngay và liền luôn, khỏi cần phải chờ lâu. Đấy, thì buổi buổi chiều thì em cũng xin chúc cho tất cả cô chú anh chị và các bạn một buổi chiều thật là vui. Đó, khi Khôi xem cái video của em chia sẻ mọi người. Đây, nghệ sĩ quên lời nha mọi người, đừng bao giờ đem Hồng Loan ra mà nói nha hai bàn thờ. Đó, nghệ sĩ, ca sĩ cải lương chuông vàng vọng cổ lên đứng hát quên lời, quên nhạc. Trời ơi, thấy mắc nhục còn hơn chữ nhục. Đó, mọi người. Đó thì thôi, em bye bye mọi người nha. À, chúc mọi người một buổi chiều thật là vui. Bye 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 bye.